Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB. Hôm nay bên shop tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác một số cái mẫu van bình giá cực kỳ là rẻ, yêu thương cho các bác nhé. Thì trong video này em sẽ giới thiệu cho các bác về hai cái mẫu bình và hai mẫu van nhé. Đều từ những cái loại bình dân cho đến loại cao cấp để anh em sử dụng. Đặc biệt là những anh em chơi những dòng condo các bác nhé. Condo thì các bác có thể chơi Talon hoặc dài. Em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai cho bác đấy. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu về bình trước các bác nhé. Đấy, hôm nay lên cho bác một cái mẫu bình giá cũng rất chi là rẻ, chỉ dưới 100.000 thôi. Đây, trên tay em đang cầm cái mẫu bình này là bình nhôm đít tròn các bác nhé. Bình nhôm đít tròn giá thì là quá rẻ rồi so quy định các bác nhé. Đấy, cái này thì bình nhôm đít tròn sẽ sơn alót trong ngoài cực đẹp, ren ở trong này cực kỳ là dày các bác nhé. Đấy, cực kỳ là dày luôn. Sơn a nó trong ngoài cực đẹp. Cái này là bình nhôm đít tròn size 0.36 các bác nhé. Đấy, bình nhôm đít tròn thì nó có cái gì các bác chơi, cái loại này rất chi là an toàn các bác nhé. Đấy, bình nhôm đít tròn. Còn các bác nào chơi bình nhôm đít bảng ấy, thì các bác cố gắng một lúc nào đấy điều kiện dư giả thì nên đời cho em cái bình nhôm đít tròn các bác nhé. Đấy, bình nhôm đít tròn. Cái này thì hơi áp cam, nó cũng khá là an toàn, mỗi tội hơi nặng một chút nhé. Giá công khai cho anh em, giá yêu thương 600.000 bao ship tận nhà, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bình nhôm đít tròn size 0.36. Còn đây, trên tay em đang cầm cái này size 042 và 045 thì cũng có. Cái này thì sẽ đồng giá, có biết là đồng giá size 036, 042, 0.5 đều là 600.000 các bác, đều là 600.000 đấy. Đây, cái loại này thì đường kính nó như nhau, nó khác nhau cái thể tích. Ví dụ cái bình này thì nó sẽ ngắn hơn một chút, cái bình 042, 045 thể tích nó sẽ dài hơn một chút vì thể tích nó lớn các bác nhé. Đấy, cái bình nhôm đít tròn giá yêu thương cho các bác và anh em là 600.000 các bác nhé. 600.000 bao ship đến tận nhà, 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn bác nào điều kiện dư giả hơn, kinh tế mạnh hơn, các bác có thể tham khảo cho em lên cái bình carbon nhé. Đấy, đây các bác nhìn này, bình carbon ban đắc hay là bắc đa gì đấy, anh em gọi bắc đa hay là ban đắc thì anh em gọi thế nào cũng được. Cái này nó có ưu điểm cầm cực kỳ nhẹ các bác nhé. Đấy, cái bình này các bác cầm nó nặng khoảng độ tầm cân rưỡi, cái bình này, bình dài này khoảng độ tầm cân 8-2 cân, cái bình này các bác cầm khoảng độ tầm 3 cho đến 4 lạng thôi các bác nhé. Đấy, rất chi là nhẹ các bác. Đấy, đây trọng lượng 0,44 kg, chưa đến nửa cân các bác nhé. Đấy, con bình này trọng lượng 0,44 kg, khi các bác cầm con bình này cũng thấy sướng sướng cả một cuộc đời khi các bác sử dụng con bình này. Các bác lắp lên cây củi của mình, nó cực kỳ là nhẹ các bác nhé, cực kỳ là nhẹ luôn. Đấy, con này thì hơi áp cao, an toàn, bền bỉ theo thời gian nhé. Bình carbon bác đa, mẫu bình này giá công khai cho bác và anh em 1.900.000 bao ship đến tận nhà các bác nhé, 63 tỉnh thành. Các bác nhận xe cũng được, nhận ship code cũng ok. Đây, bình 042, còn lớn hơn các bác có thể lấy sang cái dòng bình 0.5 các bác nhé. Đấy, dòng bình 0.5. Đấy, con này 042 và 0.5 anh em lấy rất chi là nhiều, phổ biến nhất các bác nhé. Đấy, hơi áp cao, cực kỳ là an toàn, cầm lên thì nhẹ, rất chi là sướng. Các bác nào chơi những cây cấu hình thấp thì các bác có thể lấy bình nhôm. Các bác nào tầm trung, tầm cao các bác lấy bình carbon cho em nhé. Đấy, nó rất chi là sang chảnh đó. Còn hôm nay em giới thiệu đến cho bác một bộ combo bộ van bình giá rẻ nhé. Cái van này 600.000 nhé, 600.000 một van này, cực kỳ là rẻ đúng không các bác? Đây, cái van này sẽ là van Cricket hộp mở các bác, van Cricket hộp mở mẫu mới nhất 2023, mẫu mới 2023 khuyên xoay các bác nhé. Đấy, còn mẫu cũ là khuyên không xoay. Cái mẫu 2023 thì nó đã cải tiến rồi các bác. Đây, Cricket 2023 nó cải tiến, thứ nhất là về cái độ bền nhé, cực kỳ là bền bỉ theo thời gian là cái nhất. Cái thứ hai là nó cũng hồi hơi hồi áp tốt, nó chống tràn hơi tràn áp như những cái mẫu cũ các bác nhé. Đấy, đây van hộp mở thì có 3 nỗ xả các bác, có 3 nỗ xả các bác nhìn này. Đấy, ok chưa? Van Cricket hộp mở giá công khai cho bác là 750.000 bao ship đến tận nhà. Còn các bác và anh em nào điều kiện dư giả, các bác có thể lấy cái van Cricket hộp rút cho em nhé. Cái van này dành cho những các bác và anh em tay to quá nhé. Đấy, em nói nhỏ thế thôi, các bác nào tay nhỏ cũng có thể lấy con van này được. Vì sao? Van hộp rút có 4 lỗ xả này các bác. Đấy, con này thì chơi khá là đẳng cấp,
bền bỉ theo thời gian và năm tháng các bác nhé. Đấy, bền bỉ. Vì tất cả những cái phụ kiện cấu thành những con van hộp rút này đều là lò xo, đĩa, trụ, ti, xả, van, nạp, bon nhựa đều là nhập Đức hết các bác nhé. Đấy. Cái van hộp rút các bác để ý có bốn lỗ xả ở đây. Các bác di tay đây nó sẽ thấy sần đấy, đấy các bác thấy ok chưa? Cái này thì đảm bảo cho bác chơi khoảng sau một khoảng thời gian khoảng 5 cho đến 6 năm thì nó mới có thể hỏng hóc được. Còn vài năm đầu chưa thể hỏng hóc được khi các bác chơi con này nhé. Cái này thì giá công khai cho các bác và anh em là 1 triệu 800 nghìn bao ship tận nhà cho bác nhé. Van cricket hộp rút đấy. Van này thì bền vô địch rồi, mỗi tội giá nó đắt hơn một chút các bác nhé. Đấy thì trước khi mua các bác cân đối lựa chọn khả năng tài chính, lựa chọn cho mình cái mẫu van nào phù hợp với túi tiền và mục đích sử dụng các bác nhé. Đấy. Cái mẫu van hộp rút là 1 triệu 800 nghìn, van hộp mở là 800 nghìn các bác. Đấy, bình sẽ là bình nhôm đít tròn 600 nghìn các bác, bình carbon là 1 triệu 900 nghìn các bác nhé. Đấy. Thì một cái video rất chi là ngắn, em giới thiệu chi tiết qua cho bác một số bác và anh em chơi những cây côn đô, những cây talon thì các bác rất cần những cái bộ van bình như này. Bác nào van hỏng van cũ hoặc là bình hỏng bình cũ, các bác có thể xem cái video để lên đời hoặc thay thế sửa chữa chế cháo các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại.